Danh sách khí tài táo bạo Ukraine yêu cầu từ phương Tây. Ukraine cho biết họ cần khẩn cấp những loại khí tài tương đương với Nga trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng các nước phương Tây chuẩn bị nhóm họp vào ngày 15 tháng 6 tới. Mykhailo Podolyak, cố vấn chủ chốt của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã đưa ra danh sách yêu cầu phương Tây viện trợ khí tài mà Financial Times gọi là táo bạo. Ukraine mong chi viện của phương Tây sẽ giúp nước này giải quyết tình trạng thiếu khí tài và đẩy lùi lực lượng Nga ở khu vực miền Đông. Nói thẳng ra, để kết thúc chiến sự, chúng tôi cần có khí tài hạng nặng tương đương Nga, ông Podolyak viết trên Twitter hôm 13 tháng 6, trong đó liệt kê 1.000 lựu pháo cỡ 155mm, 300 hệ thống tên lửa phóng loạt và 500 xe tăng. Các quan chức cấp cao của Ukraine đã thẳng thừng thông báo về những khí tài họ cần để giành ưu thế trên chiến trường, với hy vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình viện trợ. Động thái này diễn ra ngay trước cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước phương Tây vào ngày 15 tháng 6 tới, theo Financial Times. Ukraine cần nhiều hơn nữa. Các nước phương Tây cam kết hoặc đã viện trợ hàng loạt lô hàng nhân đạo và quân sự kể từ khi Moscow tấn công Ukraine hơn 100 ngày trước. Tuy nhiên, số tiền cam kết viện trợ không chi quá nhiều vào thiết bị quân sự, một phần là do các vấn đề về hậu cần và huấn luyện quân đội. Trong nhiều tháng nay, Mỹ và các đồng minh khác đã nắm rõ tình hình. Andrei Zagorodnyuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cố vấn cho chính phủ về an ninh cho biết, đề cập tới việc lực lượng của Kiev không nhận đủ hỗ trợ để giành chiến thắng. Tôi thực sự hy vọng chúng tôi sẽ nghe thấy điều gì đó vào ngày 15 tháng 6 này. Hồi cuối tháng 4, giới chức quốc phòng từ hơn 40 quốc gia đã nhóm họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức để cam kết về các gói viện trợ khí tài hạng nặng mới cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi đó đảm bảo các nước phương Tây sẽ lay trời chuyển đất để cung cấp khí tài giúp Ukraine phòng vệ. Một vòng nhóm họp khác có tính chất tương tự sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 bên lề cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO. Ukraine đang thiếu các loại thiết bị cơ bản như đạn pháo. Kho dự trữ đạn pháo cỡ 152mm mà nước này sử dụng cho pháo thời Liên Xô đã cạn kiệt, khiến lính Ukraine phải dựa vào thiết bị 155mm của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cho biết Ukraine hiện có nguồn cung cấp đạn pháo 155mm dồi dào, nhưng không đủ lượng pháo binh để sử dụng đạn. Ông Podolyak ước tính Ukraine cần 1.000 khẩu lựu pháo 155mm. Tuy nhiên, phương Tây chỉ cung cấp hoặc cam kết cung cấp khoảng 250 khẩu, theo tổ chức tình báo có nguồn tin mờ Oryx. Cuối tuần vừa rồi, Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Valery Zaluzny đã bày tỏ mong muốn cung cấp viện trợ quân sự nhiều hơn và nhanh hơn tới Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ông liên tục nhắc lại nhu cầu của Kiev về việc cần nhận nhiều hệ thống lựu pháo 155mm trong thời gian ngắn nhất có thể. Không chỉ có lựu pháo, Nga và Ukraine cũng chênh lệch về các loại khí tài hạng nặng khác, chẳng hạn như xe tăng hoặc hệ thống phóng tên lửa phóng loạt. Đầu tháng này, Mỹ và Anh đã cam kết một hệ thống tên lửa hạng nặng MLRS tiên tiến cho Ukraine. Việc sử dụng pháo thành thạo giúp Ukraine phòng thủ trước Nga, một quan chức quốc phòng phương Tây giấu tên cho hay. Họ đang thể hiện sự khéo léo tuyệt vời trong việc tích hợp công nghệ dân sự mới, chẳng hạn như hệ thống vệ tinh Starlink của Elon Musk để ứng dụng hoạt động trên chiến trường. Tuy nhiên, vấn đề nguồn cung khí tài và đạn dược của họ gặp vấn đề rất nghiêm trọng, ông nói thêm. Trong chương trình theo dõi xung đột hàng ngày, Rochan, công ty tư vấn quân sự, viết họ tin rằng việc Ukraine công bố tỷ lệ binh lính thương vong hàng ngày cùng với liên tục kêu gọi chi viện quân sự là nhằm buộc phương Tây phải đẩy nhanh tiến độ. Khó khăn sẽ ngày càng tăng. Mặc dù vậy, các quan chức quốc phòng và giới phân tích nhận định Ukraine sẽ cần thêm khí tài và thời gian để đào tạo lực lượng dự bị nếu muốn duy trì cuộc chiến. Michael Kaufman, trưởng nhóm phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu CNA ở Mỹ, nói rằng nguyên nhân dẫn đến những khó khăn mà Ukraine phải đối mặt nằm ở vấn đề về nguồn cung của chính phương Tây. Một số nước không sẵn sàng cung cấp khí tài và thời gian cần thiết để chuyển lô khí tài này ra chiến trận hoặc dạy lính Ukraine cách sử dụng. Ông nói thêm rằng dù phương Tây đã viện trợ rất nhiều khí tài cho Ukraine, khó khăn trong việc đồng bộ và sử dụng khí tài sẽ ngày càng tăng, ví dụ như bảo trì các loại thiết bị này. Các nhà phân tích cho rằng những vấn đề này đang khiến gợi cho Moscow cảm giác nước này có thể giành chiến thắng. Sự khác biệt trong cách các nước phương Tây viện trợ cùng với bước tiến mà Nga đạt được ở Donbass cũng củng cố cảm giác này, theo vị cố vấn quốc phòng. Phương Tây cũng đang phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt, cùng lúc nhiều quốc gia châu Âu hiện tiếp nhận lượng lớn người tị nạn Ukraine. Chiến sự ở Ukraine đã gây ra nỗi đau kinh tế cho phương Tây, đẩy giá năng lượng và thực phẩm cao hơn.
Điều này nghiêm trọng tới mức các nhà lãnh đạo phương Tây đang xem xét cách thuyết phục ông ấy, Tổng thống Nga, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, một đòn bẩy quyền lực có giá trị, theo cố vấn quốc phòng giấu tên. Kế hoạch đối phó của Nga sau khi Ukraine đưa tên lửa Hapsburg ra trận. Hải quân Nga đang lên kế hoạch lắp đặt thêm các bệ phóng tên lửa đất đối không cho các tàu chiến của hạm đội biển đen Nga. Đứng trước mối đe dọa ngày càng gia tăng của các tên lửa chống hạm và máy bay không người lái tấn công Ukraine, đặc biệt là sau khi nước này đưa tên lửa hành trình Hapsburg được Đan Mạch viện trợ vào trực chiến, Hải quân Nga đang gấp rút lên kế hoạch trang bị thêm các bệ phóng tên lửa đất đối không cho các tàu chiến của hạm đội biển đen. Theo kế hoạch lần này, các kỹ sư của Hải quân Nga đang thử nghiệm với việc lắp đặt các bệ phóng tên lửa Thor lên 3 tàu hộ tống mang tên Dmitry Rogachev, Pavel Dehavin và Sergei Kotov thuộc đề án 22160. Trước đó, một hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy là tàu hộ tống Vasily Baikov cùng lớp với 3 tàu trên của hạm đội biển đen Nga đã được trang bị một hệ thống tên lửa đất đối không Thor M2KM với bệ phóng tên lửa được gắn trên sàn tàu. Với khả năng mang theo 16 tên lửa thông minh với tầm bắn là 15 km, hệ thống Storm M2KM được cho là rất phù hợp trong việc chống lại các máy bay không người lái tấn công, tên lửa chống hạm, thậm chí là cả trực thăng và máy bay chiến đấu của đối phương. Theo truyền thông Nga, hệ thống phòng không này được kỳ vọng là sẽ tăng cường khả năng phòng không của các tàu chiến thuộc hạm đội biển đen trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang diễn ra căng thẳng. Dự kiến, việc lắp đặt các hệ thống phòng không Storm M2KM sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, quá trình lắp đặt sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm vận hành của các hệ thống tên lửa đất đối không trên thực chiến của thủy thủ đoàn. Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Facebook hôm 9 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã cảnh báo các tàu chiến của Nga tại Biển Đen sẽ chịu chung số phận với sói hạm Moskv sau khi các tên lửa hành trình diệt hạm Hapsburg hiện đại đã được lực lượng phòng thủ bờ biển Ukraine đưa vào sử dụng. Ông viết, lực lượng phòng thủ bờ biển Ukraine đã được tăng cường sức mạnh bằng các hệ thống tên lửa chống hạm Hapsburg cực kỳ hiệu quả. Cùng với tên lửa Neptune, các tên lửa Hapsburg sẽ buộc hạm đội đối phương giữ khoảng cách xa để tránh chịu chung số phận với sói hạm Moskv của hạm đội Biển Đen. Vụ sói hạm Moskv của Nga bị chìm tại Biển Đen vào ngày 14 tháng 4 đến nay vẫn là một sự kiện gây tranh cãi. Phía Ukraine khẳng định là quân đội nước này đã bắn cháy con tàu bằng tên lửa Neptune. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ tuyên bố trên và cho biết là con tàu này bị chìm là do một vụ nổ trên kho đạn trên bong tàu. Tên lửa của Nga phá hủy kho khí tài Ukraine. Nguồn khí tài Ukraine ngày càng trở nên hạn chế hơn khi các kho khí tài của Ukraine tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của Nga những ngày gần đây. The Guardian ngày 14 tháng 6 dẫn báo cáo thường nhật về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Nga đã bắn các tên lửa tầm xa Kalibr có độ chính xác cao, phá hủy một kho khí tài đạn dược của quân đội Ukraine ở vùng Chernihiv, miền Bắc nước này. Ngoài ra, lực lượng không quân và chiến thuật của Nga cũng tấn công 101 khu vực tập trung binh sĩ và trang thiết bị quân sự Ukraine, phá hủy 3 trung tâm chỉ huy, 13 xe tăng và các xe bọc thép khác. Các hệ thống phòng không của Nga trong vòng 24 giờ qua cũng đã bắn rơi một máy bay MiG-29 và một trực thăng Mi-24. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, 30 quân nhân Ukraine đang trong quá trình đầu hàng ở Donetsk, vùng Donbass đã bị đồng đội bắn hạ. Tuy nhiên, những thông tin trên chưa có kiểm chứng độc lập, quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận. Giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra khốc liệt ở Donbass, miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow vẫn thi thoảng tiến hành các đợt không kích ở miền Bắc, miền Tây và miền Nam Ukraine nhằm phá hủy các hạ tầng quan trọng, ngăn chặn tiếp tế của Ukraine cho chiến trường miền đông. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 6 thông báo rằng quân đội đã phóng các tên lửa hành trình đã phá hủy một kho khí tài lớn của phương Tây tại tỉnh Ternopil, miền Tây Ukraine. Hôm qua, Nga tiếp tục thông báo phóng tên lửa vào khu vực nhà ga Udashnoye ở vùng Donetsk, phá hủy nhiều khí tài phương Tây viện trợ cho Ukraine.